Khang Minh xin kính chào toàn thể mọi người. Tiếp tục với video đầu buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta lại cùng nhau xem và chiêm ngưỡng những cái sản phẩm âm thanh bị bãi tuyển chọn cặp bến và SRX738 cặp kế tiếp. Khang Minh sẽ quay chi tiết ngay sau đây nha. Đấy, hai chiếc loa Khang Minh đã để song song nhau rồi. Đầu tiên là cái căng này, đời Made in USA đẹp cực kỳ luôn. Bên dưới nha, bên trên này phẳng tít luôn, không có một cái vết nào cả. Những cặp đời Mỹ lòi hàng bãi tuyển chọn cặp bến và những cặp đời full shop đây, mới cứng 100% chưa hề sử dụng 738. Những cặp đời full shop thì là Made in Mexico rồi. Đấy, rồi quay trở lại với hai cái loa này, thật là chậm rãi những cái góc cạnh mà chúng ta xem siêu đẹp luôn. Mặt tiền này, wow. Và sau đó Khang Minh sẽ mở e căng ra, mở nội thất một chiếc loa ra để các bác quý anh em xem ví dụ nha. Một chiếc thôi, hàng hóa trên Khang Minh thì bao giờ cũng như vậy rồi, chỉ có siêu tuyển chọn thôi. Con tem logo này, đấy, chiếc loa số 2 này, góc cạnh này, thật là chậm. Để mọi người cùng xem và chiêm ngưỡng cặp này, bởi vì Khang Minh quay thì hôm nay khui xong là quay ngay tại đây. Ngay tại đây thì nó rất là gần ánh sáng, nhiều khi nó ngược sáng, gần như là không tì vết. Đấy, nó ngược sáng này. Đây, báo quát này. Đó, bây giờ là Khang Minh sẽ xoay phía sau để chúng ta xem cái phía lưng, rồi thì vỉ cảm giác nhá. Đây này, một cái góc nghiêng kế tiếp này, chiếc loa đầu tiên này, mọi người thấy không, gần như là không tì vết. Tay sách các thứ này, che đi để nó lấy cái màu nó trung thực nhất của cái tay sắt. Wow, quá đẹp luôn. Phía sau này, đây, cái CG nó bị mờ, nó bị chảy mất cái số CG. Đấy, mọi người thấy không? Made in USA, tem triện này, SRX738. SRX700 nó bẩn một chút này. Tiếp tục, đó là chiếc vỉ cảm giác đầu tiên này, tay sách này. Đấy, góc cạnh đây nhá, bao quát như này này. Đấy, các bác quý anh em xem nó dễ. Tay sách này. Rồi, phía sau này, đây, phía sau chiếc loa đầu tiên, nó ngược sáng, nó quay rất là khó, nó gần ánh sáng quá. Đấy, rồi, để ra đây. Bây giờ chúng ta xem tiếp chiếc loa số 2. Quay. Đấy, phía bên hông này, tay sách này, bên dưới này. Mỗi một góc quay thì Khang Minh dừng lại để các bác quý anh em xem được nó đây. Nó lấy nét, nó ngược sáng mà, ngược sáng lấy nét nó khó. Đây, bây giờ là phía sau chiếc loa số 2, một cái góc quay nghiêng của cái hông này, đấy, SRX700.
SX738 này, Made in USA. Chiếc này CG thì nó còn này, 12224. Đấy. Đây góc cạnh này. Đẹp xuất sắc luôn. Bên hông còn lại nhá. Đấy, đây. Tiến lại gần này. Tay sách này. Phía giáp đất. Góc cạnh các thứ này. Đây. Đấy, bẩn này. Đẹp tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ Khang Minh sẽ cho lên nhà hoặc là để ở đây. Cho lên đây. Để mở nội thất một chiếc. Mọi người cùng xem kế tiếp nhá. SX738. Cũng khá lâu rồi Khang Minh mới lại cập bến được cái model này ở đời Made in USA. Rồi đây, chúng ta đầu tiên xem cái bát. Cái chung, cái chép mở hết ra rồi. Dốn offer keo chỉ này, đèn rực luôn. Cái đây chỗ này có một cái vết bẩn nhưng mà không sao cả. Đấy. Gân vải xếp này. Đây nhá, Khang Minh bao quát và dừng lại cái góc quay. Chẳng hạn như là lỗ thông hơi, bông tiêu âm. Con chung này. Đấy, chung chép này. Sáng đẹp cực kỳ luôn. Nó hơi bẩn một chút thôi. Đấy, 2169H này, Made in USA. Tem chuyện các thứ này. Tem dập lỗi này. Đấy, con trùng nhá. 8 ohm. Cái điện thoại nó không đầy nét. Đấy. Hoặc là từng cái mã số, từng con ốc này. Rất là đẹp. Con chép 2431H. 8 ohm, tem này. Tem hông, tem chuyện các thứ này. Đó. Bây giờ chúng ta xem qua cái loa bên ngoài này. Đây. Wow, cái họng. Cái họng hình tên lửa. Cái họng trung phóng. Cận cảnh này. Đẹp xuất sắc luôn. Còn bát đây. Đấy, bên ngoài này thì cái bát nó do là không phải ánh sáng cho nên là ánh sáng trực tiếp. Cái bát cái màu mắm tôm, hai cái bát y xì như nhau. Có thể Khang Minh sẽ nhấc được cái bát này ra nhưng mà thôi. Quay như này là các bác quý anh em đủ hiểu rồi. Đấy. Đây này. Thấy chưa? Đó. Dốn offer keo chỉ. Gân vải xếp các thứ. Bao quát nhá. Đây. Rồi. Hùng ơi, nhớ cái bát, chúng ta xem đến nội thất, đến phân tần. Đây, hai cái bát màu y xì như nhau, không khác nhau một chút nào. Tí nữa Khang Minh mang cái này ra ngoài kia. Nhớ đây. Đấy, chúng ta xem đến cái phân tần. Cái phân tần nó to bằng khoảng 2 quyền vở học sinh. SX738, ai cũng nắm được rồi. Cực kỳ hay luôn, ba được tiếng. Bông tiêu âm này, cả một cái mảng to đùng luôn. Đấy, rồi, soi cái phân tần nhá. Nguyên bụi bặm. Đấy, từng cái cuộn, còn tụ, trở, chia các thứ này. Đấy, bụi bặm, nguyên si luôn. To vật vã. Cận cảnh bên dưới này. Bên trên này. Đấy. Và cái vỉ cảm giác. Rồi. Bây giờ chúng ta mang cái bát ra đây. Chúng ta xem đây, ra ngoài nào. Xem cái nhịp cổ keo để hẳn ra đây. Cho sáng rõ một một luôn. Đấy, model bát này. 2268 HBL.
Made in USA. Tem dập này. Cái màng này. Cái màng tím ngắt luôn. Xem người CG cái cổ. Cùng cầm lên. Cầm lên để quay. Đây. Đây CG này. Đấy. Nhện cổ keo vàng ươm. CG màng đây này. Mọi người thấy không? Ba khoang tím ngắt luôn. Đây, rồi. Em bỏ vào đây. Để gần hai cả, để bằng nhau, để bên này. Đây, đây, đây. Đấy, cầm trên tay nhé. Đấy, để này, gần đây. Thế. Đấy, mọi người thấy không? Đấy nhá, hai cái bát y xì như nhau. Quay bên này. Quay bên này. Đó. Rồi. Mang vào đây. Đấy, cho vào đây. Đấy, bây giờ Khang Minh vào trong nhà này, dưới ánh điện các thứ này. Chúng ta xem cái đây. Đấy. Khang Minh sẽ quay lại cái màng. Chúng ta xem cái màng bên mặt dưới của cái model củ bát này. Chạy trên các model súp của nó. 50, bát 50 nhá. Đấy, đây này. CG này. Ba khoang này, tím ngắt luôn. Cầm cả. Cầm cầm. Đó, tem. Một đèn bát. Đây. Tem triện này. Rồi, về phần giá cả thì các bác quý anh em quan tâm vui lòng liên hệ cho Khang Minh nhá. Số máy và địa chỉ hoặc là Zalo. Khang Minh xin chào thân ái, hẹn gặp lại mọi người ở những video tương tự kế tiếp lần sau.